Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ Quanta, tin tức ngày 24 tháng 7 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Hà Nội giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 từ 6 giờ ngày 24 tháng 7 và theo thông tin từ báo Người Lao Động, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ từ 6 giờ ngày 24 tháng 7, thời gian giãn cách là 15 ngày. Tối ngày 23 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành chỉ thị về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Và theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 16/TTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ như sau: thực hiện cách ly toàn thành phố xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 6 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2021 trên phạm vi toàn thành phố theo nguyên tắc gia đình với cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố, thôn bản cách ly với thôn bản, xã phường cách ly với xã phường, quận huyện cách ly với quận huyện, thành phố cách ly với tỉnh, cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định. Toàn hệ thống chính trị, chính quyền và các cấp xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là cấp bách hàng đầu, dừng tất cả các hoạt động, cuộc họp chưa cần thiết, cuộc họp cần thực hiện thì tổ chức họp trực tuyến, tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung của chỉ thị này và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thành phố, sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn thông báo công khai số điện thoại trực tuyến, đường dây nóng và trực phòng chống dịch để người dân biết liên hệ và tổ chức trực ban 24/7, đảm bảo kịp thời giải quyết các công việc cấp bách trong mọi tình huống. Đối với các hoạt động chính trị, đối ngoại cấp nhà nước trên địa bàn được thực hiện theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền và đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như là mua lương thực, thực phẩm, thuốc men cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác, đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, được phép hoạt động, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng. Thực hiện khai báo y tế hàng ngày trên website tờ khaiyte.vn hoặc là áp dụng nCoV hoặc là Bluezone. Liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị giác. Trường hợp người dân khi di chuyển vào thành phố vì lý do công vụ, phòng chống dịch, phục vụ sản xuất phải thực hiện khai báo y tế và tuân thủ các biện pháp giám sát cách ly y tế theo quy định của pháp thành phố. Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mỗi người dân phải là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài, chúng ta chung tay chống dịch. Ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong lúc này vô cùng quan trọng để cùng cộng đồng, chính quyền, các cấp quyết tâm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh. Đề nghị mỗi người dân thủ đô bình tĩnh, yên tâm tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch. Thành phố đã chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết, nhân dân không cần thiết tích trữ hàng hóa ra ngoài đường khi không cần thiết trong lúc này có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng. Đồng thời các hộ dân, gia đình, ban quản lý các tòa nhà chung cư, các nhà máy, cơ sở sản xuất tăng cường công tác kiểm tra các thiết bị điện, các thiết bị phòng cháy chữa cháy, đảm bảo không để xảy ra các sự cố chập điện, cháy nổ. Đóng cửa, tạm dừng các hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ trừ trường hợp như sau: các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kinh doanh hoa quả, trái cây, chuỗi kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho nhân dân trên địa bàn, cửa hàng thuốc men, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch, cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tuyến liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp như là công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm, chứng khoán, bưu chính viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển xuất nhập khẩu hàng hóa, cơ sở cai nghiện, cơ sở bảo trợ xã hội, hoạt động tang lễ chỉ tổ chức nghi lễ trong phạm vi gia đình không quá 20 người, không tổ chức các đoàn viếng. Các cơ sở được phép hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu phải đáp ứng điều kiện phòng chống dịch theo quy định và chủ cơ sở phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người lao động và cộng đồng. Yêu cầu kiểm soát toàn bộ người đến mua hàng, sử dụng dịch vụ và khai báo y tế bằng QR. Đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất ngoài khu trên cụm công nghiệp phải đảm bảo đăng ký hoạt động sản xuất với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, số lượng, danh sách lao động, phương án đảm bảo sản xuất an toàn phòng chống dịch, thời gian hoạt động sản xuất và đảm bảo thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương và công tác phòng chống dịch của đơn vị.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã chủ trì phối hợp với trưởng ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, giám đốc Sở Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện và triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại khu trên cụm công nghiệp đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đảm bảo hoạt động sản xuất hàng hóa, không để đứt gãy quản lý nơi ở, di biến động các công nhân lao động khu cụm công nghiệp đóng trên địa bàn. Nhà máy xí nghiệp, các cơ sở sản xuất trong khu cụm công nghiệp phải xây dựng phương án sản xuất an toàn 3 tại chỗ, sản xuất ăn uống nghỉ ngơi tại chỗ hoặc là một cung đường 2 điểm đến, được Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã phê duyệt và thực hiện nghiêm theo phương án đã phê duyệt, sẵn sàng phương án kịch bản duy trì sản xuất an toàn trong trường hợp nhà máy bị phong tỏa cách ly lấy nhà là nơi cách ly và ổn định sản xuất. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ trì phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, liên đoàn lao động tại cơ sở, chủ doanh nghiệp thường xuyên quan tâm đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu cho công nhân. Các công trình xây dựng trọng điểm cấp bách, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét cho phép hoạt động để đảm bảo tiến độ và giải pháp áp dụng yêu cầu an toàn phòng chống dịch bệnh. Đối với các cơ quan, cơ sở, các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn, trừ các hoạt động chính trị, đối ngoại cấp bách quan trọng được cơ quan có thẩm quyền cho phép, các lực lượng và các hoạt động phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thực sự cần thiết như là trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ, thiết yếu, xử lý tài liệu, mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ nhân viên lây nhiễm bệnh do không chấp hành quy định phòng chống dịch. Dừng các hoạt động vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô, đường thủy, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe khách liên tỉnh, hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, vận tải hành khách công vụ, công vận chuyển hành khách bằng xe mô tô, bao gồm xe sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và xe ôm, trừ trường hợp phục vụ công tác phòng chống dịch, công vụ ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia. Các vận tải hàng hóa phải đảm bảo công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải hàng hóa thiết yếu được ưu tiên luồng xanh vào thành phố. Đối với hoạt động giao thương, cung ứng hàng hóa thiết yếu, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất, tăng cường khai thác các nguồn hàng, đảm bảo lưu thông thông suốt nhằm cung ứng đầy đủ kịp thời hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân cũng như là nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất không bị đứt gãy. Và đó là thông tin ngày 24 tháng 7 về năm 2021. Và nếu anh em thông tin này bố thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và nhớ đừng quên ấn đăng ký vào chuông nhé. Tạm biệt.